Không, Mạnh Nhi đang ăn ổi. Mà là ổi màu vàng hả? Ổi nó đang ở trong bụng Nhi. Chui xuống bụng Nhi. Nó chui xuống bụng Nhi. Hay là nó tự ngồi. Rồi khi đang ngồi tự nhiên cái ổi nó tới. Nó nhảy vô miệng. Mình ăn thôi. Đây là phong cách 16 mình còn đó. Chạy vô nếp này. Đi chưa? Sao? Chỉ làm cảnh thôi. Cho bóc mình luôn. Nhâm Nhi một cảnh. Trái cây. Tiền cảnh đúng không? Tiền cảnh. Mát ơi, là mát.